show thời gian đầu tiên của em nhận được cái sự ủng hộ từ các anh chị, yêu thương của mọi người các anh chị, và em hy vọng rằng trong cái thời gian sắp tới thì có thể kết hợp được với thật là nhiều các nhà thiết kế nữa. Sắp tới cái show thời trang của mình nó sẽ diễn ra như thế nào, thường niên hay là một năm mấy lần? Dạ. Ủa alo. Không kịp chuẩn bị gì cho mọi người, đầu tóc vẫn còn bù xù, không kịp làm gì luôn, mặt vẫn là mặt mộc. Nói chung là hôm nay là tới đây cũng rất là vui, tại vì lỡ hẹn với Vân mấy lần rồi, có mấy lần là Vân cũng mời tới lần nào là party rồi sinh nhật rồi rất là nhiều, mà lần nào cũng bận lịch, cho nên là lần này coi như là phải gạt Vân bên mới tới đây để chung vui với lại chú Vân. Nhưng mà hôm nay có vẻ là hơi bị sợ sợ, cho nên cũng ngại quá, mọi người thông cảm. Bibi dành cái tình cảm đặc biệt nào đối với Khánh Vân, thấy hai người rất là thân thiết trong đó. Bibi với lại Vân nó biết nhau qua một cái bộ hình mà khi mà cả hai cùng hợp tác để cho Vân lúc mà đi thi á, để ủng hộ cộng đồng LGBT, thì lúc đó thì nghe cái lúc mà được cái lời mời thì Bibi đã rất là thích Vân rồi, tại cái tinh thần của Vân là ủng hộ cộng đồng, cho nên là Bibi và Hải Kiều tham gia liền, tham gia chung liền, rồi khi mà vào chụp hình đó nha, thì nó phải nói lắm, giống như là hai anh em với năng lượng rất là hợp nha, hiểu mà người ta hay dùng cái từ gì mà cái gì mà nói chung là gặp nhau là coi như là hút nhau liền á, mọi người hợp lắm, nói chuyện hợp lắm, giỡn hớp quá trời luôn, là từ đó là bắt đầu là nói chuyện với nhau rồi thân với nhau, rồi xong sau đó Bibi cũng có ủng hộ Vân đi thi quốc tế nữa, rồi là thế rồi sau cái đợt đó là bắt đầu là dịch, cho nên là hai anh em không gặp nhau nhiều, bây giờ rồi mới có dịp gặp. Ủa mà hai anh em Bibi hai chị em, hai chị em lâu lâu bị quên. Dạ. Hấp dẫn. Hai đứa hút nhau đó. Người ta gọi là chỉ còn chưa đến 60 tuổi thôi. Chính xác là 30 tuổi nữa là đến giờ G. Tâm trạng của Vân lúc này như thế nào nhỉ? Dạ, em cảm ơn chị Kiều Ngân rất là nhiều. Phải nói là ngay giờ phút này thì cái điều đầu tiên mà em cảm nhận đó là em tim em đập đang rất là nhanh, rất là mạnh, và em đang chuẩn bị ngồi nhà. Vâng, có một câu hỏi mà Kiều Ngân biết là các bạn đang theo dõi trực tiếp qua các nền tảng mạng xã hội, ví dụ như là nền tảng là xem phim giải trí Việt Nam hay là các nền tảng TikTok, YouTube và Weibo thuộc quyền sở hữu. Hỏi em BD từ nhỏ rồi, hiểu làm con gái, con gái hiểu làm. Con gái, dạ em con gái từ nhỏ. Dạ thì Vân, và lời nói đầu tiên xin cho Vanessa chữ vui phương gửi lời chúc sức khỏe và lời chào thân thương đến tất cả mọi người, những anh chị em, bạn bè mình đang có mặt tại show diễn của anh Võ với lại Khánh Vân như mọi người nha. Thì hôm nay là show đầu tiên của Khánh Vân, thì Vanessa chữ vui phương không biết nói gì, gửi lời chúc mừng đến em, chúc cho Vân show diễn thành công và hoành tráng, đem lại nhiều năng lượng tích cực đến cho mọi người, và nhiều bộ đồ, nhiều bộ đậm đẹp để mà xuất sắc nữa và thành công hơn nữa, ra thật là nhiều show diễn hơn nữa nha Vân nha. Dạ thì cái đó là bí mật nha mọi người nha. Thật sự thì hôm bữa đi các team thì rất là chấn động luôn, mà nhận được rất là nhiều lời khen. Đó là trời ơi chị Vanessa Vũ Đô Phương các quốc với lại được dịp các quốc với Khánh Vân nè, bé Lê Hoàng Phương nè, và Phung La nè, nói chung là bốn chị em như là tứ đại mỹ nhân vậy đó. Nhưng mà rất là trông chờ con dạ. Người đẹp trong lòng Kiều Ngân, TV Trần. Vân ơi, sao Vân cá tính quá vậy? Trời ơi, ba chị em mình cùng layout nha. Bắt hộp chứ. Màu đậm hay
này Vân lựa cho chị. Mọi người thấy cô gái này như thế nào ạ? Không, trong mắt Kiều Ngân, mỗi lần diện đầm thì TV Trần là một cô gái còn quyến rũ hơn cả Ngân nữa. Vân nhìn đi bờ vai ấy, từng cử chỉ ấy, một cái sự hấp dẫn. Sao tao muốn nói gì? Nhưng mà có gì là TV không có gì chuyện không cần luôn hả? Tình cảm này là thật, trái tim này là thật. Chị bạn chỉ cần có một trái tim phụ nữ thôi, chắc chắn là sẽ còn đẹp hơn nhiều những người khác nữa. Có được nữa là được rồi đúng không em? Cho Kiều Ngân hỏi là bộ trang phục này đến từ nhà thiết kế nào vậy? Và ngày hôm nay nếu mà dành một lời chúc cho Khánh Vân và Fashion Show lần này thì VB sẽ nói cái gì đây nè? Phải nói là VB rất bất ngờ, khi mà mình tổ chức một cái show như thế này, tại vì mình cứ nghĩ là Vân là cái vai trò là quá hậu thôi, thì sau đó sẽ làm những cái công việc mà nó liên quan tới những cái gì mà thuộc về của hậu, hoặc là có thể là ban giám khảo hay là tham gia game show gì đó. Mà không ngờ Vân lại đứng ra tổ chức một cái show như thế này, rất là bất ngờ. Lúc đầu nghe mọi cái tưởng đâu là tới đây là chắc là thôi Vân diễn, cái Vân mới nói là tới đây là em làm một cái show để cho tới cái này luôn. Rồi chưa kể là ở đây cũng có cả một cái chưa đã bắt đầu mẫu quá hậu mà giỏi, quá giỏi rồi em, cái gì cũng được, vừa đẹp vừa giỏi hai lòng lại đúng không em? Nói tới nôm na là BB chia sẻ như thế này thưa quý vị, bạn Khánh Vân đã có thể chọn những công việc nhẹ nhàng hơn, dễ dàng hơn và xinh đẹp hơn là công việc trưởng ban tổ chức. Nhưng mà hôm nay thì Vân làm trưởng ban tổ chức nha mọi người, tổ chức một fashion show cho những người bạn đồng nghiệp của Vân trước giờ đã từng hợp tác và những bạn người mẫu có một cái sân khấu mang tên là Khánh Vân Entertainment sẽ là một cái nơi mà các bạn diễn bằng tất cả niềm tự hào. Và với những vị khách mời đến dự ngày hôm nay cũng vô cùng xinh đẹp và những mà là những người bạn rất thân của Vân theo dõi Vân trong cái hành trình vừa qua. Không quên chưa chúc chưa chúc nữa. Phải chúc cho cái show của Khánh Vân ngày hôm nay là thành công rực rỡ, cũng như là được tất cả các khán giả rất nồng nhiệt nhất và sẽ cho ra nhiều cái show hay như thế này nữa, thành công như thế này nữa đúng không em? Và chúc cho khán giả tất cả mọi người đang theo dõi cái show của Khánh Vân và nhất định sẽ sắp tới rồi cũng sẽ vẫn thành khá giả. Cảm ơn mọi người. Bữa nay BB như một món quà vậy mọi người, một món quà Giáng sinh rực rỡ với cái sự đầu tư lồng lộn như thế này đến từ khách mời, thì lần sau đừng có cạnh tranh với Vân với Vân nữa nha. Cảm ơn BB, bạn hãy đi cùng với khách Vân trải nghiệm những cái không gian của sân khấu này nhé. Nha. Và chúng ta lại quay trở lại với khu vực sân đỏ ở đây, hai cô gái xinh đẹp đã nhìn thấy nhau. Nhưng mà có một sân khấu để chuẩn bị cho show diễn rồi. Thưa quý vị, thì quý vị các bạn đang theo dõi livestream trực tiếp, quý vị đang theo dõi là chương trình được phát từ khu vực sân đỏ của sân khấu. Và livestream của chúng ta vẫn sẽ được tiếp tục trên các nền tảng giải trí VR. Bây giờ sẽ là một người chị cũng rất thân với Khánh Vân, xin được giới thiệu chị. Trên thảm đỏ ngay sau đây sẽ là cố vấn thẩm mỹ hoa hậu Hoàng Vũ, bác sĩ Phạm Phúc Ngân.
Và ngay sau đây xuất hiện trên thảm đỏ sẽ là một gương mặt teen model rất quen thuộc với các bạn. Tiếp tục xuất hiện trên khu vực thảm đỏ sẽ là người đẹp Hằng Nga và anh Cao Trung Hiếu. Và bây giờ xin được tiếp tục chào đón lên thảm đỏ doanh nhân Nguyễn Huỳnh Dư. Xin được giới thiệu xuất hiện trên sân khấu đại diện Phường Hoa. Xuất hiện trên thảm đỏ ngay lúc này nhà thiết kế Võ Thành Cam.
Ca đi với Minh Xuân đúng không? Ừ, ca đi với Minh Xuân không? Đi vô luôn hay là hiểu Minh Xuân chưa? Ca mới nghe điện thoại rồi. Rồi, anh Minh Xuân. Ca đúng luôn. Sẽ được giới thiệu xuất hiện trên thảm đỏ ngay lúc này, MC Minh Xuân. Em lấy luôn nha. Và xuất hiện trên thảm đỏ ngay lúc này đây sẽ là MC Lưu Hà Trinh và MC Hồng Trang. Ba Buka giống Trường Giang giống Ba Buka thiệt, có gương mặt, có nét hào hào giống thiệt, mọi người cũng công nhận điều đó. Anh Giang hỗ trợ luôn thế nào trong quá trình làm nghề? Trong quá trình làm nghề thì thật ra thì anh em rất là vui vẻ với nhau, cũng giúp đỡ nhau trong khi làm
đi. Còn ngoài đời anh em mình chơi với nhau ngoài đời nhiều hơn, hay gặp nhau tâm sự chuyện đời, chuyện này chuyện kia rồi với nhau. Cho nên là cái mối quan hệ nó sẽ kèm những cái này. Hơn như vậy rất là kỳ phương. Không, chuyện đó là không bao giờ có. Tại vì mình yêu nhưng mà cũng phải lý trí chứ. Mà thật sự là khi mình nhìn vô thì mình cũng thấy là Puka với lại anh Giang, hoặc là chị Khả Như với anh Giang, hoặc chị Lâm Bình Giang với anh Giang đều là những anh em hiểu với nhau. Và anh Giang cũng thương những đứa em, những đàn em sau thì của anh cũng thương đều như nhau. Xuất hiện trong các em show với những anh chị như là Như hay là anh Lâm rồi, có sợ là cái nguồn năng lượng của anh chị nuốt mình khi mà mình chơi em show không? Nếu mà sợ thì đã không chơi rồi. Và còn xuất hiện chung với nhau rất là nhiều như vậy, thực sự là sợ thì chắc chắn là sẽ không ai sợ ai đâu. Mình là mọi người có nhiều năng lượng cho nên mọi người sẽ hỗ trợ cho mình. Thì cái gì mà đó phải là thần thánh đâu, mà lúc nào mình cũng đầy năng lượng, lúc nào mình cũng kiểu mà cháy bùng cháy được. Có những bữa mình mệt, có những bữa mình thế này thế kia tâm trạng, thì có những người như vậy hỗ trợ cho nhau. Nhìn lại một năm vừa qua thì Bu thấy điều Bu tự hào nhất và điều gì Bu thích nhất? Năm vừa qua thì Bu cảm thấy là Bu đã đạt được hết tất cả những mục tiêu mình đề ra. Và điều tự hào nhất của Bu là vai diễn viên hồng của Phim Kẻ Đồng Hành. Bu được khán giả đón nhận rất là nhiều và khán giả rất là yêu thích. Thì đó là một điều Bu rất là vui và rất là biết ơn khán giả. Còn những điều tiếc thì cũng không có tiếc gì hết. Nhưng mà cũng có thấy là cái việc mà mình đón nhận những cái vai diễn mà nó có cái chiều sâu á thì nó hơi muộn so với những bạn mà diễn viên trẻ. Cái đó thì không, tại vì cái đó nó không nằm ở phía mình, nó nằm ở cái phía là cơ hội có đến với mình hay không. Ví dụ như cơ hội đến với bạn sớm thì người ta sẽ đón nhận bạn sớm, cơ hội đến với bạn muộn thì khán giả sẽ đón nhận bạn muộn. Nói chung là nó nằm ở cái cơ hội của mình có được để mình có thể thể hiện được bản thân của mình. Và đón nhận thì không có gì là quá muộn cả, vấn đề là mình có biết cố gắng hay không. Cái vai diễn mà Vu mong chờ nhất trong tương lai thì sẽ như thế nào? Nói chung là Vu tính Vu cũng hơi tham cho nên là cũng mong chờ rất là nhiều từ những vai diễn cá tính hơn, hoặc là những vai diễn hài hước hơn, hoặc là những vai diễn tâm lý nhiều hơn. Nói chung là mình mong chờ nhiều lắm. Cho nên bây giờ mình nói là một cái vai diễn nào đó gặp Vu trong một cái khuôn khổ nào đó thì không nói được đâu. Có nhiều cái màu điều mong chờ như vậy thì đến khi nào Vu sẽ dành thời gian cho việc gặp thêm được không? Cái chuyện đó thì cũng không đặt nặng lắm. Tại vì khi mà mình 28 tuổi thì mình nghĩ đến cái chuyện lập gia đình, nhưng mà qua tuổi 30 rồi thì cái chuyện đó mình cảm thấy là bình thường, nó không còn quan trọng nữa. Vấn đề là mình có cảm thấy vui với cuộc sống hay không, cảm thấy là cuộc sống này hạnh phúc với cái cuộc sống mình có hay không. Ba mẹ Vu được cái là rất là thoáng, không có hối thúc về cái chuyện lập gia đình từ trước tới giờ, cho nên là Vu không có bị áp lực bởi gia đình. Rồi, nhưng mà bây giờ Vu có đang trong lúc mà cái chuyện đó là bí mật. Xin mời TikToker Long Jun xuất hiện trên khu vực thảm đỏ của Braver's Fashion Show. Tiếp tục xuất hiện trên lâu
Tùy con daily. Nhiều ha, hôm nay anh chị đâu quá trời luôn. Em thích nói chuyện cũng được cả năm hơn rồi. Đúng rồi. Đây là lần đầu tiên mình gặp ở ngoài đời luôn. Lần đầu tiên luôn. Đúng nghĩa là lần đầu tiên luôn. Thiệt luôn á. Tại vì hồi xưa là giống như là Thu Phương có coi TikTok của Ý Lai rồi. Em cũng có coi chị Thu Phương like rồi, cũng có comment qua lại trên livestream thôi. Đây là lần đầu tiên mà hai chị em có được gặp nhau ngoài đời. Dạ. Em chỉ mới làm được mới có 2 năm ngày thôi. Đã làm cái 3-6 tháng rồi. Dạ. Chào đón trên sân khấu ngay lúc này đây sẽ là nhà thiết kế Đặng Trọng Minh Châu. Cùng xuất hiện trên khu
trước đây mình đang live stream, mấy máy này đang live stream. Và xuất hiện tại khu vực thảm đỏ của fashion show đêm nay là một người chị của tôi. Xin được giới thiệu người mẫu Trang Trần. Sáng quá. Ta mặc cái bạn ơi, mình né cái đường cho khách mời người ta đi thẳng lên máy anh live stream đó. Dạ. Ta đi xong mình phải sáng mắt quá. Mắt cận không nhìn thấy gì luôn này. Ai đang trên kia đây? Em Vân thì rõ ràng. Thiên Ngân, chị Thiên Ngân. Và xuất hiện tại khu vực thảm đỏ của fashion show đêm nay là một người chị Nguyễn Minh đó. Xin được giới thiệu người mẫu Trang Trần. Thả kìa, thả kìa. Kim Xuyến. Và tiếp theo thì xin được mời gia đình của Hoa hậu Khánh Vân sẽ cùng lên khu vực thảm đỏ chụp hình chung với Khánh Vân. Xin được chào đón Kiều Hân và Thu Linh. Béo lắm mày, mặt béo rồi. Mày tránh cái vùng bụng mỡ của tao ra này. Trời đất ơi. Quá buồn. Sao mình là bà mẹ của mình. Khu vực thảm đỏ chụp hình chung với Khánh Vân. Xin được chào đón Kiều Hân và Thu Linh. Đéo mày mặc đéo mày. Ok. Em quên mất. Không có. Để tao không nán lại. Em quên đấy. Cho mọi người vui.
đâu đó thì sẽ không còn những cái buồn như mình, mà mọi người cũng suy nghĩ cho anh em mình. Thì anh cái mong muốn của anh là cứ lan tỏa như vậy, người thật thiện thì anh sẽ không đâu. Thì anh 35 tuổi, em phải làm bậc. Em cũng 32, em nhỏ hơn đó. Nhưng mà cũng là cũng nhờ mạnh mà em biết nhau rồi, biết duyên gặp nhau ở đây là chia sẻ. Sau này có gì hay hay thì em mình làm cho anh em mới vui hơn. Đúng rồi. Như bữa nay chúng ta đi gặp nhau, mọi gặp mọi người rất là vui. Chào anh, lâu quá không gặp. Mời lên chiếc chế thang hải. Rồi, tôi tập mạnh lên sau hả? Cái này chị sẽ tới xíu, đưa anh đi chỗ đây. Anh điểm lấy chứ. Đi chán. Em biết ơn chụp chung với chị nha. Rồi, lúc nãy con ngồi xuống đi, chỗ sau gầy này chơi. Mềm lắm. Em ơi làm sao em bật phần mỡ vào nha em. Phần hộ chị em. Có đấy. Rồi, đi lên nha. Làm sao đỡ mỡ nha, đỡ mỡ nha. Bên đây mày ngon quá rồi. Đúng rồi. 1, 2, 3. Mọi người nhìn em ạ. 1, 2, 3. Rồi, ba người cười cười nè. Ok ạ. À. Rồi. Sao sao bước sao xin ba chụp chung với mình nè. Chị Trang chứ thì chụp chung với nhau không? Chị Trang thì chụp chung với nhau tính đi. Rồi rồi nha anh xin. Mọi người xếp cơ bên này chút xíu. Rồi rồi rồi. Ok nha. Sự luôn đi, nhớ nhớ thương chị bóc cái mỡ vào cái gì. Chị đeo quá. Ngồi lâu giờ. Đâu bây giờ đi vào trong đây à? Đi chân nắng đi. Nào, ở dưới hết trơn nè. Ở dưới hết trơn. Ok ạ. Thank you.
chị em có cảm tác hay được gì không? Chị xe đuôi. Thôi. Có thích. Anh thích thì em thể hiện. Em chụp đúng không? Dạ đúng rồi. Anh chụp xong đi rồi em vô đây chụp cho đẹp. Đúng rồi. Tụi em ơi, anh nhờ xíu nè. Cái chụp lấy né thì mình cái này. Rồi anh chụp ha. 1, 2, 3. Rồi. Rồi, cầm mặt nó là xong. 2, 3, 4, 5. Rồi, giữ nguyên cho anh nha. Vô đi em. Rồi. Chị thầy ơi, nhìn photo mình nha. Photo nhắm đèn không em? Dạ có, có. Tiếng rồi. Vô chồng ha. Chị em tôi tính ra gặp nhiều lần ta. Sorry nha, lại đây cho. Ok ok. Ok, vậy giờ em đó. Ok ok. Rồi, ok. Ủa, hai chị em có cần nói gì không? Hay nói gì? Ok. À, em nói gì cũng chi, tại vì chị cũng chi. Dạ vâng, và lời nói đầu tiên em xin thay mặt chị Lâm Khánh Chi với lại lễ em chào rồi thì em xin nói thế chị Khánh Chi là em xin gửi lời chúc tới tất cả mọi người, anh chị em bạn bè mình đã có mặt tại thảm đỏ của show đầu tiên của Nguyễn Trần Khánh Vân. Thì hôm nay cũng là hai chị em có dịp gặp thì em xin nói hộ chị Chi là gửi lời chúc tới Khánh Vân, chúc cho em như là phải có sức khỏe trước, tại vì khi mình có sức khỏe mình mới làm được là niềm show để mà phục vụ tất cả mọi người những bộ đầm, những bộ váy rất là đẹp và xuất sắc hơn nữa và so thành công rực rỡ nữa, đúng không chị yêu? Dạ rồi, nếu mà chị đó nói mà không nói mình phải làm cái hành động gì đó để thả tim mình. Ồ, đẹp quá. Và xin được trân trọng giới thiệu và xuất hiện trong thảm đỏ ngày nay. Thank you.
đây là quản lý cấp cao của TikTok Việt Nam, Garvin, và trọng nhân, model TikTok creator. Nhìn máy này chứ, nhìn hai máy này chứ mày nè. Từ vô trên giữa chụp cho đẹp nè. Anh xếp lên một bước. Đúng rồi, bước lên tắt cái cho đẹp. Rồi. 1 2 3 từ từ nha. Chưa đẹp rồi, tấm cuối nè. Rồi giữ nguyên giúp em nha. Tôi. Rồi giữ nguyên, giữ nguyên. Rồi giữ nguyên giúp em luôn, nhìn máy này em luôn. Rồi nhìn qua đây giúp em nha, nhìn qua đây giúp em anh rồi. Rồi ok. Hai người chụp cái đi em dài liền à. Rồi chụp hai người đại cái nhìn mấy nha. Ok ba vô nè. Rồi. Rồi giữ nguyên mấy máy này rồi tấm cuối nè cầm ok ok rồi anh ăn chút 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 Xin được giới thiệu xuất hiện trên khu vực thảm đỏ nhà thiết kế Đỗ Long. Mời nhà thiết kế Đỗ Long ạ.
Và xuất hiện tiếp theo trên khu vực thảm đỏ của chúng ta xin được giới thiệu và chào đón anh Minh Tuấn Hàng Xanh từ Minh Tuấn Mobile. Vâng, và tiếp tục xuất hiện trên khu vực thảm đỏ của chúng ta xin được giới thiệu và chào đón Hoa hậu Tường Minh. Hoa hậu gì nè? Rồi. Và tiếp theo xuất hiện trên khu vực thảm đỏ của Breakup xin được giới thiệu nhà thiết kế Cường Gia Kỳ. Xin cái ok, giữ nguyên, giữ nguyên. Là Chào đón lên sân khấu gia đình của Hoa hậu Khánh Vân, Hoàng Nhiệm, Thu Thúy, Thủy Đô. Ok. Thank you.
Tôi lại về phải che quá trời che rồi cô. Tiên Tiên. Dạ. Thì em cố tình mà. Che đi anh. Tôi mỗi lần cô tôi quay cô là tôi phải che quá trời che. Dạ chị Tiên ơi, chắc chị cho em hỏi một vài câu nha. Lần đầu tiên em dạ, mới cho em hỏi là anh bên dạ em bên phim truyền thông anh chị xin được chia cái phim này. À dạ rồi. Dạ. À, thì lần đầu tiên đến với show đầu tiên chị Ánh Vân không biết là cảm nghĩ chị như thế. Hôm nay rất là vui vì được tham dự show Breakout của chị Cánh Vân và Tiến rất là trông chờ những cái màn trình diễn mà chị Cánh Vân đã kỳ công chuẩn bị đã từ rất là lâu rồi. Đây cũng là show đầu tiên của Cánh Vân Entertainment luôn và thực sự là Tiến rất là ủng hộ và luôn luôn ủng hộ chị Vân trong cái hành trình của chị Vân. Dạ chị có thể bắn làm một cái hành động bắn tim gì đó để gửi đến chị Cánh Vân. Ok, bên ơi, bên mơ, bên ơi, cho anh lại tâm nữa nào. Hai đây một bước, đi luôn. Ok.
được chấm á. Dạ. Dạ vâng ạ. Của khách hàng lên hàng đầu, Học Châu Âu cam kết mang đến những sản phẩm chất lượng nhất với giá cả cạnh tranh trên thị trường, kết hợp với các chế độ hậu mãi, tư vấn và chăm sóc tận tình. Khách hàng sẽ cái bếp
hai mẹ con cũng đi. Ui, em có tập đưa không? Cho anh nhầm. Cứ ngồi, thật, ngồi. Quên ơi. Cho anh nhầm. Chụp đi. Đây, đây. Rồi, Quên ơi. Em đây. Hello. Cho anh nhầm. Rồi, sorry bởi vì cái khác mua cho dầm tới. Rồi chờ tớ một túi là bên này. Ok. Rồi bắt đầu nha. Rồi. Rồi con trai nhìn mẹ kìa. Cười nhìn mẹ kìa. Tương tác tương tác với mẹ bon ơi. Đó, đẹp trai quá. Sao? Ra nè. Rồi cho chú chụp em một tấm. Ok. Con trai. Dạ, chú chụp con đây. Chờ mẹ tí. Chú chụp đơn cho con. Ok. Rồi đi tới được bên đây. Cái đằng trước hơi bị gãy của cái váy này á. Mẹ phải kịp bổ. Rồi, chuẩn bị nè. Bên đây. Vậy xuất sắc quá chị. Em cảm ơn. Rồi cho tới đằng sau nào. Đằng sau cái váy cháo nháo. Lý Hương ơi. Đâu rồi? Bà đâu? Trong này chuẩn bị nhé. Rồi. Đẹp quá. Rồi quên đứng chị Lê Hương một tấm quên. Đây chị Lê Hương vô chụp với chị Lê Nguyên đi. Đây chị ơi, em quên đi chạm rồi. Cho anh nhờ một tí em đèn nó cuối nha. Cảm ơn em. Cho xếp chị em. Cho cái nào sau đó. Rồi, tuyệt vời. Rồi. Đẹp quá. Tuyệt vời nè. Thank you. Rồi, chụp cho em mười mấy tấm. Cho bạn mấy tấm đi. Bạn mấy tấm đi. Con trai. Chụp đi con. Nên. Ok, đi rồi. Ok, con làm thì con thoải mái. Con có feel không? Con có thoải mái đi. Nào. Thì chú bước về thì chú bưng nữa. 62 có bạn gái chưa? Cháu có rồi chứ. Hả? Cháu có rồi. Có chưa? Rồi, đúng rồi. Thoải mái con. Thận ngang áo nào. Rồi đi. Rồi, một tay con đúng rồi. Dài quá à, bao đúng ơi. Đúng rồi đấy con. Đúng rồi, đúng rồi. Ok. Ôi, cưng nhau ghê không? Nhìn mẹ kìa. Mẹ. Ê, em nhìn qua mẹ đó, cười nhẹ thôi. Đó, trời ơi. Dễ thương. Đó, đại chị biết chị Quyên không? Chị đây, chị đây. Chờ mẹ tí. 12 tuổi con ạ. Có bạn gái rồi. Mẹ làm gì mẹ không đau lòng hết. Giấu được cái gì nào. Đặt lên cái điện thoại đặt. Dạ đem dẫn. Đúng rồi. Tranh thủ nha, tranh thủ nha. Anh dẫn chị Quyên vô. Ok, vô rồi, thôi thì cái cảm xúc của Thiên Ân khi mà hoàn thành xong cái đêm diễn của Khánh Vân trong một bộ áo dài của Đặng Trọng Minh Châu thì cái cảm xúc của Thiên Ân là bây giờ nó như thế nào? Hiện tại thì Thiên Ân cảm thấy trước tiên là cảm thấy nhẹ nhõm sau khi mà mình hoàn thành xong. Ân cũng chưa có lại cái phần trình diễn của mình, nhưng mà với Thiên Ân thì ngày hôm nay có rất là nhiều cảm xúc đối với Thiên Ân. Thiên Ân hy vọng rằng là những gì mà Thiên Ân thể hiện khán giả cũng sẽ đón nhận và yêu thương Thiên Ân. Thì với Thiên Ân thì Khánh Vân là một người như thế nào trong mắt Thiên Ân ạ? Chia sẻ thật mà nói thì đó với Thiên Ân, chị Vân là một người chị rất là
chân thành rất là ấm áp và rất là nhiệt tình đối với Thiên Ân. Tức là chị Vân khi mà gặp Thiên Ân á là chỉ hướng dẫn Thiên Ân từng chút một và không phải làm gì có như thế nào, cũng là lo lắng. Và đây cũng là cái show diễn mà chị Ân đảm nhiệm với một cái vị trí, một cái vai trò rất là mới như mọi người cũng đã thấy. Thì Ân rất là ngưỡng mộ chị Vân những gì mà chị Vân đã làm. Và ngay khi nãy thì Ân đứng ở trong backstage với chị Vân thì Ân thấy được cái sự gọi là rất là hồi hộp cũng như là lo lắng và đốc thúc tất cả mọi người của chị Vân. Ân cảm thấy rằng là chị mình đang rất hạnh phúc cũng như là đang rất là sống trọn vẹn với cái khoảnh khắc này, với cái vai trò này của mình. Thì cảm thấy rất là yêu thương chị Vân. Cái cơ duyên nào mà đã đưa Thiên Ân đến cái show diễn ngày hôm nay của Thanh Vân ạ? Thật ra thì ngay ban đầu thì chị Vân có ngỏ ý là cho Thiên Ân tham gia ở trong show diễn, và Thiên Ân nhận lời liền, bởi vì thứ nhất là Thiên Ân rất là quý chị Vân cũng như là anh đàn chị Minh Châu, cho nên là đó là lý do tại sao mà Thiên Ân có mặt ở đây và đồng ý là gật đầu liền luôn, không có suy nghĩ. Một lời chúc cho lời chúc Tết cho khán giả của Bí Mật Vi Biết được không ạ? Nhân dịp năm mới 2023 sắp tới, chị Vân xin gửi lời chúc đến khán giả của Bí Mật Vi Biết có một năm cực kỳ rực rỡ và thành công, nhiều sức khỏe cũng như là an khang thịnh vượng, kiếm được nhiều tiền, có được ai chỉ có bồ thì có được tìm được người yêu chẳng hạn, và luôn luôn được hạnh phúc. Thank you.
Xin cảm ơn vì đã theo dõi kênh Bí mật VBiz. Chúc các bạn những ngày tốt lành.